Máy bay quân sự Nga rơi gần biên giới Ukraine. Một máy bay quân sự của Nga rơi ở Belgorod, vùng biên giới giáp Ukraine hôm nay 23 tháng 2. Báo Mirror của Anh dẫn thông tin trên Telegram của ông Vacheslav Gladkov, thống đốc vùng Belgorod của Nga, cho biết một máy bay của Bộ Quốc phòng nước này đã rơi xuống quận Valuysky, tỉnh Belgorod gần biên giới Ukraine. Tổ điều tra và nhân viên của Bộ Tình trạng Khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Tình hình vẫn trong tầm kiểm soát, ông Gladkov viết. Báo Mirror dẫn thông tin ban đầu nói rằng máy bay gặp nạn dường như là một chiếc Su-25. Ảnh chụp từ hiện trường cho thấy khói đen bốc lên dày đặc. Hiện chưa có thông tin về thương vong, thiệt hại sau vụ rơi máy bay, cũng như liệu máy bay này có liên quan đến chiến dịch quân sự mà Nga đang tiến hành ở Ukraine gần một năm qua hay không. Belgorod là vùng biên giới cách thủ đô Moscow khoảng 650 km về phía nam và cách biên giới Ukraine chỉ khoảng 15 km. Theo thông tin được đưa ra trong bối cảnh cơ quan tình báo quốc phòng Anh tuần trước hay, Nga tiếp tục điều động một lượng máy bay tương tự nhiều tháng qua để hỗ trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Sau vài tuần yên ắng hơn, tỷ lệ xuất kích của Nga đã tăng lên trong tuần qua. Hoạt động trên không hiện gần bằng với tần suất trung bình hàng ngày kể từ mùa hè năm 2022, báo cáo viết. Trước đó, theo thông tin tình báo được chia sẻ giữa các đồng minh NATO, Nga đang tập trung máy bay gần biên giới với Ukraine. Điều này làm dấy lên đồn đoán rằng Nga có thể đang chuẩn bị cho một cuộc không chiến quy mô lớn nhằm phá vỡ bế tắc trên chiến trường Ukraine. Tiết lộ về mạng lưới thợ săn hỏa thần của tình báo Nga tại Ukraine. Giới chức tình báo Đức cáo buộc Nga đang tổ chức một mạng lưới thợ săn hỏa thần rộng khắp nhằm nhanh chóng phát hiện vị trí của pháo phản lực hàng loạt HIMARS tại Ukraine. Nhà chức trách Đức đã công bố việc phát hiện một mạng lưới đặc vụ Nga khi đang nỗ lực thâm nhập vào các cơ quan tình báo của quốc gia này với nhiệm vụ tìm kiếm thông tin về vị trí của các hệ thống vũ khí hiện đại do Mỹ và phương Tây gửi cho quân đội Ukraine. Theo đó, ít nhất 2 người Đức đã bị bắt vào cuối năm ngoái và đầu năm nay với cáo buộc tìm kiếm và chuyển giao thông tin về tọa độ của các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt HIMARS cùng tên lửa Eris-T tại Ukraine cho các cơ quan tình báo Nga. Đây được xem là một phần trong mạng lưới thợ săn hỏa thần mà Nga đang triển khai trên toàn châu Âu nhằm tìm cách phá hủy pháo phản lực phóng loạt HIMARS, một trong những loại vũ khí uy lực nhất mà Ukraine đang sở hữu. Trước đó, vào cuối tháng 8 năm 2022, Cục An ninh Ukraine SSU cho biết các đặc vụ thuộc lực lượng này đã bắt giữ một điệp viên làm cho cơ quan tình báo quân đội Nga tại vùng Mykolaiv. Theo SSU, người vừa bị bắt đã được tuyển dụng bởi GRU nhằm thu thập thông tin tình báo quân sự, đặc biệt là vị trí của các pháo phản lực phóng loạt HIMARS. Những thông tin thu được sau đó sẽ được chuyển cho đầu mối tình báo của Nga và được sử dụng làm cơ sở để quân đội Nga thực hiện các vụ tấn công bằng tên lửa chính xác nhằm vào các tổ hợp vũ khí tầm xa lợi hại do Mỹ viện trợ cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về những cáo buộc trên. HIMARS là tổ hợp pháo phản lực cơ động cao do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Tổ hợp này có tầm bắn khoảng 80 km đối với đạn pháo thông thường và có thể lên tới 300 km với tên lửa chiến thuật. Sau khi được trang bị HIMARS, quân đội Ukraine đã liên tục tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào tuyến đường tiếp vận của Nga ở miền Nam, qua đó cô lập lực lượng phòng thủ thân Moscow trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết HIMARS đang cho thấy hiệu quả lớn trong việc tăng cường lực lượng của Ukraine đối phó với Nga. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng Ukraine cần khoảng 50 tổ hợp như vậy để xoay chuyển cục diện chiến trường. Nga nhiều lần tuyên bố phá hủy hệ thống HIMARS do phương Tây cấp cho Ukraine, song cả Ukraine và Mỹ đều lên tiếng bác bỏ. Các quan chức Mỹ khẳng định không có HIMARS nào do nước này gửi đến Ukraine bị phá hủy. Trong khi đó, chính phủ Kiev cáo buộc Moscow lan truyền thông tin sai lệch để ngăn cản phương Tây gửi thêm vũ khí cho Ukraine. Ở một động thái khác, nhân sự kiện triển lãm quốc phòng quốc tế IDEX 2023 đang được tổ chức tại thành phố Abu Dhabi của UAE, Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Rostec của Nga đã trưng bày tổ hợp pháo phản lực phóng loạt Todato-S với khả năng phóng 12 quả rocket dẫn đường bằng GLONASS kích cỡ 300 mm ở khoảng cách tối đa 120 km với độ chính xác cao. Loại vũ khí này được kỳ vọng sẽ trở thành khắc tinh của HIMARS tại chiến trường Ukraine. Binh sĩ Ukraine tiết lộ lái xe tăng Leopard giống như cưỡi Mercedes. Sau khi trải qua khóa huấn luyện, một binh sĩ Ukraine đã so sánh xe tăng Leopard 2 của Đức với xe Mercedes, đồng thời bày tỏ hy vọng những phương tiện này sẽ mang lại bước đột phá trong cuộc xung đột. Người lính giấu tên nằm trong số hàng chục binh sĩ Ukraine đang được Đức huấn luyện sử dụng Leopard 2 tại khu huấn luyện quân sự lớn nhất tại Marder trước khi gửi những chiếc xe tăng này tới Ukraine. Tháng trước, Đức đã đồng ý cung cấp Leopard 2 cho Ukraine. Xe tăng này được coi là một vũ khí loại tốt nhất trong kho vũ khí của phương Tây. Moscow coi động thái này là một hành động khiêu khích nguy hiểm. Điều quan trọng là chúng ta phải sử dụng vũ khí hiện đại này một cách khôn ngoan. Chúng sẽ mang lại sự đột phá và giúp chúng ta giành chiến thắng, người lính 57 tuổi nói. Khi được hỏi về sự khác biệt giữa xe tăng của phương Tây và Liên Xô, ông nói, bạn có thể tưởng tượng giống như một chiếc xe Mercedes và một chiếc Ziguli vậy. Ziguli là một chiếc xe ô tô của Liên Xô được bán dưới nhãn hiệu Lada ở phương Tây. Phiên bản xe tăng mà Đức sẽ gửi đi do Krauss-Maffei Wegmann sản xuất, nặng hơn 60 tấn, trang bị pháo nòng hơn 120mm và có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 4 km. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine tháng trước cho biết Kiev dự kiến sẽ nhận được 120 đến 140 xe tăng phương Tây trong đợt giao hàng đầu tiên từ liên minh gồm 12 quốc gia, bao gồm cả Leopard 2 của Đức. Đức đang huấn luyện hàng trăm binh sĩ Ukraine như một phần trong nỗ lực của châu Âu nhằm huấn luyện khoảng 15.000 binh sĩ. Một binh sĩ khác, người đang được huấn luyện trên xe tăng chiến đấu bộ binh Marder, cho biết các hệ thống của phương Tây không khác mấy so với các phương tiện do Liên Xô chế tạo mà người Ukraine đang sử dụng. Chúng tôi có kinh nghiệm với các hệ thống vũ khí tương tự. Đôi khi chúng tôi thậm chí không cần thông dịch viên để hiểu cách sử dụng. Người đàn ông 33 tuổi nói, giống như đồng nghiệp, anh quấn một chiếc khăn quàng cổ trên mặt và kính đạn đạo màu cam để che giấu danh tính. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, ông rất ấn tượng về quân đội Ukraine. Những chiến binh này sẽ quay trở lại Ukraine cùng với xe tăng sau khi họ hoàn thành khóa huấn luyện. Ông nói với các phóng viên, những người lính đang được huấn luyện 12 giờ một ngày, 6 ngày một tuần. Họ rất năng động và ham học hỏi. Họ biết rằng họ sẽ trở lại tiền tuyến sau 5 tuần nữa. Một trung tá người Đức chịu trách nhiệm huấn luyện cho biết. Cả hai người lính được phỏng vấn sẽ quay trở lại Ukraine vào cuối tháng 3. Khi được hỏi về cách họ vượt qua nỗi sợ hãi, người đàn ông 57 tuổi cho biết họ phải thích nghi với nó. Sợ hãi ư? Vâng, ai cũng sợ. Nhưng điều quan trọng là bạn xử lý nỗi sợ hãi của mình như thế nào và làm thế nào để chiến đấu bất chấp những nỗi sợ này, ông nói. Khác biệt trong cách đánh của Nga và Ukraine. Trong gần một năm xung đột, Nga áp dụng cách đánh tổng lực tấn công ngoài mặt của Ukraine, còn Kiev kiên trì với kiểu tác chiến cổ điển. Khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga đã khiến đối phương bất ngờ khi tung lực lượng đổ bộ đường không cơ động nhanh đánh chiếm sân bay Antonov ở ngoại ô Kiev nhằm phối hợp với các mũi tiến công của bộ binh để nhanh chóng khuất phục Ukraine. Nhưng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh này đã phá sản do vấp phải sức kháng cự của quân đội Ukraine. Quân đội Nga dần co cụm lại và chuyển sang cách đánh tổng lực tập trung hỏa lực tối đa tấn công cả mục tiêu quân sự, lẫn kinh tế và cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine. Nga đã tập kích tên lửa vào Kiev và nhiều thành phố khác, phá hủy một số tòa chung cư, tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và tiến hành những chiến dịch dây hãm kéo dài, tận dụng tối đa hỏa lực pháo binh, biến các đô thị ở Mariupol, Severodonetsk hay Bakhmut thành đống đổ nát. Trong khi đó, Ukraine theo đuổi cách tiếp cận chiến tranh cổ điển, nơi thắng thua được định đoạt bằng các trận đánh trên chiến trường. Để bảo vệ các thành phố, nhà máy và hạ tầng năng lượng, lực lượng Ukraine cố gắng tránh gây thiệt hại không cần thiết cho các khu vực dân cư, đồng thời ưu tiên sử dụng các loại vũ khí hiện đại để tấn công mục tiêu quân sự Nga có giá trị cao. Ngoài ra, Mỹ và các đồng minh cũng hạn chế khả năng Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga, nhằm tránh một cuộc chiến tranh toàn diện. Washington cũng từ chối gửi tên lửa tầm xa hay tiêm kích, cũng như vũ khí cho phép Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Kết quả của những hạn chế đó là Nga đã và đang tiến hành cuộc chiến tổng lực trên mọi phương diện với Ukraine, trong khi Kiev chỉ có thể tấn công mục tiêu quân sự của Moscow. Sự tương phản trong cách đánh của Nga và Ukraine ngày càng trở nên rõ ràng hơn khi cuộc chiến kéo dài. Lawrence Redman, giáo sư danh dự về nghiên cứu chiến tranh tại trường King's College London nhận định, theo giới chuyên gia, khác biệt trong cách đánh này còn phụ thuộc vào vũ khí của mỗi bên. Dựa vào thông tin tình báo và các loại vũ khí có độ chính xác cao được phương Tây cung cấp, Ukraine có thể tập kích các mục tiêu Nga phía sau tiền tuyến, như sở chỉ huy, kho đạn, trung tâm hậu cần hay các khu vực tập kết lực lượng của đối thủ. Trong khi đó, Nga không có nhiều lựa chọn ngoài sử dụng hỏa lực pháo binh áp đảo hay tên lửa tầm xa để tập kích các thị trấn, thành phố Ukraine. Sau một năm giao tranh, cách đánh của Nga dường như đã không thành công như mong đợi, theo giới quan sát. Các cuộc tấn công dữ dội vào hạ tầng dân sự và kinh tế Ukraine đã không làm giảm ủng hộ của người dân với chính phủ ở Kiev. Thay vào đó, nó khiến Ukraine càng quyết tâm hơn để giành lại tất cả các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát. Đồng thời, mức độ tàn phá của các đợt tấn công của Nga càng khiến cho phương Tây tăng cường hỗ trợ Ukraine. Các mục tiêu chiến tranh toàn diện của Nga củng cố niềm tin của Kiev rằng không có thỏa hiệp hòa bình. Trong những tháng tới, hướng đi của cuộc chiến cũng có thể được định hình bởi thay đổi trong cán cân hỏa lực. Ukraine sẽ có nhiều xe bọc thép, xe tăng chiến đấu chủ lực do Mỹ và phương Tây cung cấp. Ngoài ra, Kiev cũng sẽ có khả năng cải thiện hệ thống phòng không, có thêm đạn pháo và tên lửa tầm xa.